Nhưng mà em đoán là cái bạn này. Thường đấy con nít đó súng răng ha, rồi tóc tai rồi rủ rượi ha này kia, vậy thì thành công, tức là thay đổi. Ông đoán đi, ông đừng quay qua đây, ông đoán thử giống cái chàng trai bên đó không? Ai nè? Chắc hình nhỏ này nè. Hình nhỏ, em đoán hình lớn hay nhỏ? Dạ lớn. Lớn. Em đoán hình nhỏ đó. Đây, mọi người á, mọi người nhìn đi. Một bên là cái bạn nhỏ là anh Quyền Linh đoán, và cái hình lớn á là bạn trai bên đây đoán. Bởi vì người ta có cảm xúc, người ta có một cái trực giác, cho nên ta đoán rất là đúng. Còn anh thì thôi, suốt đời anh chỉ nên làm ông mối mà thôi. Mời bạn trai. Rồi, ngồi đi bạn. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Võ Hà Ngọc Huyền ạ. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong ngày hôm nay. Em chào anh ạ. Năm nay em 24 tuổi và hiện tại em đang là nhân viên văn phòng của một công ty tài chính ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ở quận mấy em? Em ở quận Tân Bình ạ. Quận Tân Bình. Quê gốc em ở đâu? Dạ, quê gốc của em cũng ở Sài Gòn luôn ạ. Sài Gòn luôn hả? Dạ. Còn em trai? Dạ, chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân Lung Linh. Chào bạn nữ xinh xinh. Chào tất cả những người xem chương trình. Em xin tự giới thiệu về mình. Em tên là Trần Minh Văn. Em năm nay thì 30 tuổi. Em đang làm việc ở quận Tân Bình. Em làm về IT. Nói nghe nè, muốn hỏi bạn trai chút xíu. Sao dạ. bạn biết bạn bên đây xinh xinh mà bạn chào là bạn nữ xinh xinh vậy? Dạ, bạn nữ thì mặc định nó auto xinh xinh chị. Đúng rồi, nữ ai không xinh. Em quê ở đâu? Dạ em quê, em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng thành phố Hồ Chí Minh dạ. Luôn. Em nói một chút về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em là em rất là vui vẻ, hòa đồng. Em có thể là thích nghi với mọi môi trường luôn ạ. Và em rất là thích ca hát. Dạ. Có tật xấu gì không? Dạ, tật xấu là nhiều khi em cũng có hơi nóng tính một chút, nhưng mà cái đó là rất là ít à. Cái nóng tính khủng khiếp nhất của em là như thế nào? Dạ, không nói chuyện thôi. Dạ, chà, không nói chuyện, đi hả? Chỗ khác chứ không có đập đồ đúng không? Không đập dạ, đồ. Dạ không đâu. Bạn trai, điểm mạnh điểm yếu là gì? Điểm mạnh của em thì thật thà, hiền, đa số mọi người nói vậy. Không mà hiền thiệt. Dạ. Nhìn thấy em rất là hiền luôn. Điểm yếu? Dạ, điểm yếu thì em cũng hơi nóng tính. Hồi nãy nghe bạn nữ nói thì rất là bất ngờ, tại vì nó có rất là nhiều điểm chung. Tại vì em nói chung là cũng nóng tính á. Nhưng mà những cái lúc mà nóng tính như vậy thì em làm gì? Cũng giống bạn nữ là thường im lặng. Vậy là hai người nóng tính im lặng hết, khỏe. Trời, ai cũng nóng kiểu này đỡ dạ. Ghê đỡ biết mấy luôn. Em nói em thích hát đúng không? Dạ. Giờ hát liền cái đi coi cái thích hát dạ. Với hát hay coi có giống nhau. Em hát hay không? Dạ, mình nghe thử rồi thẩm định chị, ha. Dạ, chị thẩm định giúp ha. Em ạ. Em hát. Hát đi. Tình yêu trong em vẫn luôn hâm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là em đôi khi khó nói nên lời, mong anh hãy cảm nhận thôi. Trời ơi, hay vậy cá ta. Tính lắm nha, trời ơi. Xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn á, mong anh cảm nhận thôi đó. Tới bạn trai. Em thì hát thì không được hay lắm, nhưng mà em thích làm thơ. Em muốn gặp mặt bạn nữ rồi, lúc đó rồi à, mới thành thơ đúng dạ. Không? Rồi, được rồi. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì trải qua 3 mối tình. Mối ngắn nhất là bao lâu? Mối ngắn nhất là 15 giây. Cái gì kỳ á? Trời ơi, tôi lần đầu tiên tôi thấy mối tình 15 mối giây. 15 giây. Tình yêu này gọi là tình yêu sét đánh nè. Chứ ai tự nhiên giây. Mới gặp 15 dạ, giây không? 15 giây đó là cái 15 giây cảm nhận đó dạ. Xem là giống như thế nào. Đánh hả? Thôi cũng lạ. Còn em, mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình. Nhưng mà mối tình sâu đậm nhất là gần 3 năm. Thì tụi em quen em đềm chưa tới một ngày đẹp trời thì bạn có bạn gái khác. Rồi còn cái mối tình thứ nhì? Mối tình thứ nhì thì khoảng 3 tháng thôi là tụi em tìm hiểu nhau, nhưng mà em cảm thấy không hợp cho nên là không đi tiếp. Là thôi luôn. Cũng vẫn làm bạn ạ. Rồi bây giờ em trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn tìm một người là cái điều quan trọng nhất là tin tưởng. Tại vì... Tức là tin em ấy đúng không? Dạ. Nhưng mà em phải làm cái gì cho ta tin chứ, giờ tự nhiên bắt người ta tin mình rồi sao không ta tin được? Tại vì tin tưởng nó rất là khó. Tin tưởng một người, ví dụ như là chỉ cần người ta lừa dối mình một lần thôi thì mình sẽ rất là tổn thương. Tin tưởng đây em nói thì có thể nó không chứng minh được điều gì hết. Nhưng mà cho em một cơ hội thì em sẽ chắc chắn chứng minh được cái điều đó và em làm được là... Cho em cơ hội em sẽ chứng minh niềm tin cho người khác. Thì ngoài cái mong muốn về cái sự chân thành như là vừa rồi em mới tâm dạ. sự thì em còn muốn cái người bạn gái của mình về ngoại hình thì phải như thế nào? Cái ngoại tính hình tình thì đó giờ em không có đặt nặng. Nhưng mà con trai thì ai cũng thích xinh, trắng, dễ thương.
Em nghĩ như thế nào về cô bạn bên rào này? Em hình dung bạn đó như thế nào? Em nghĩ cô ấy cũng là một con người rất là cá tính và quyết đoán. Cô ấy có xinh không? Dạ chắc xinh, nghe giọng xinh xinh. Xinh cỡ nào? Tóc dài hay tóc ngắn? Cao không? Chị Hồng Vân ơi, nghe giọng thì rất khó lắm. Em có hai tấm hình đây ạ. Chị có thể đưa cho anh để anh tưởng tượng. Đây là em lúc nhỏ và em xin nói thêm là em vậy thì thành công. Đây, dạ. Bên nhà gái tôi xin gửi là bạn đoán coi là cái người bên đây là ai. Trời, hình lúc nhỏ chị. Đó, lúc nhỏ đó. Chừng lộn quá nha. Có một sự bật mí nhẹ là vậy thì thành công đó nha. Nhìn cái hình thì cũng là khó đoán. Xấu nhất á. Nhưng mà em đoán là cái bạn này. Ồ. Thường đấy, con nít đó súng răng ha, rồi tóc tai rồi rủ rượi ha này kia, vậy thì thành công, tức là thay đổi. Ông đoán đi, ông đừng quay qua đây, ông đoán thử à? Giống cái chàng trai bên đó không? Ai nè? Chắc hình nhỏ này nè. Hình nhỏ, em đoán hình lớn hay nhỏ? Dạ lớn. Lớn. Em đoán hình nhỏ đó. Đây, mọi người á, mọi người nhìn đi. Một bên là cái bạn nhỏ là anh Quyền Linh đoán, và cái hình lớn á là bạn trai bên đây đoán. Bởi vì người ta có cảm xúc, người ta có một cái trực giác, cho nên ta đoán rất là đúng. Còn anh thì thôi, suốt đời anh chỉ nên làm ông mối mà thôi. Câu trả lời chính xác là bạn trai đúng. Dạ. Đoán đúng em luôn đó. Dạ đúng rồi. Đây, mời anh. Chúc mừng em nha. Chào em gái. Dạ, à. Chào anh. Em muốn một cái mẫu hình người yêu tương lai của em như thế nào? Em muốn là ảnh sẽ cao hơn em. Cao hơn em? Chắc luôn. Không, bên đây khoảng mét 55 thôi. Mình phải tùy thuộc vào tính cách nữa. Hiền là được. Hiền là được đúng không? Dạ đúng. Còn rồi. Cao chỉ vậy thôi chứ 55 cũng được không? Dạ được. Được, ôi 55 được. Rồi mong muốn gì nữa? Dạ anh hiền với lại anh biết nhẫn nhịn, tại vì em quen bạn trai á. Theo em nghĩ là em là người rất là nhẫn nhịn luôn, mà nếu mà em gặp bạn mà không giữ thì em sẽ sợ. Bạn này yên tâm là nhẫn nhịn lắm. Ha, kiên nhẫn nữa, không có giữ hung dữ đâu sợ. Dạ. Rồi em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với cô ruột của em với lại là bạn thân hả? Của em. Rồi xin chào gia đình đàn gái, chào cô ruột. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, xin chào đàn trai và chào cháu bên đó. Tôi là cô ruột của bé Huyền. Bé Huyền là rất là tình cảm, sống rất là tình cảm, vui vẻ, hoạt bát. Tôi thấy là cháu trai bên này nhìn rất là đẹp trai. Yeah. Nhìn hình thức thì rất ưng ý rồi, thì nội dung thì để hai cháu tìm hiểu nhau. Nếu mà thành đôi được thì rất là tốt. Tốt rồi, quá. Rồi, cảm ơn cô. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ và cậu mợ. Rồi chào gia đình nhà trai. Trời ơi, gia đình nhà trai hùng hậu quá. Dạ xin chào Quyền Linh và cô Hồng Vân. Dạ. Hai MC dễ thương ha, và chào chương trình. Tôi đây là mẹ của Minh Văn. Ở đây mình thì có bốn đứa con, ba gái, có một mình cậu này con trai thôi. Mà ba cô con gái gả hết rồi, còn có mình cậu này thôi. Nếu mà hai đứa tìm hiểu với nhau mà đến được với hôn nhân á thì tốt. Hai đứa đồng ý là lúc nào chịu là mẹ cưới liền á, không cần đợi tới chừng nào hết trơn á. Mẹ đang trông dữ lắm rồi đúng không? Mẹ thấu dâu tương lai sao, hợp không? Thấy cô dâu này thì vừa ý lắm á, đẹp gái mà cũng ăn nói cũng dễ thương. Quan trọng là hai đứa coi có hợp hay không. Đúng rồi. Nếu hai đứa bấm nút á thì hai đứa tìm hiểu nhau, nếu được thì cứ việc lên tiếng nói là mẹ bước qua mẹ cưới. Hay quá. Ơi, hay quá mẹ ơi. Rồi, cảm ơn hai gia đình. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt ha. Mở rào. Dạ rồi, em tặng anh luôn ạ. Lần đầu tiên anh xin tặng em. Dạ. Em muốn mở ra con. Mở ra đi cưng, mở ra dạ, đi. Em mở ra luôn ạ. Để xuống mẹ. Đây. Ừ, rất là chu đáo luôn nè. Đây em cầm cho anh nha. Giống như ngày làm lễ coi mắt vậy nha. Thấy nó cũng nôn nao như vậy luôn á. Anh xin tặng em về cái hộp nhạc. Khi mà mình vui hay mình buồn gì đó, mình cảm thấy mình muốn thư thả, thư giãn á, thì mình có thể dặn nó lên. Cái này nó cũng tượng trưng cho về một cái gì đó mà mình mong muốn á. Ví dụ như là em muốn nghe nhạc thì em phải lên dây cót nó. Dạ đúng rồi. Tức là mình phải bỏ ra một cái gì đó để mình có thể tận hưởng được nó. Thì giống như trong tình cảm cũng vậy, thì mình phải bỏ ra tâm huyết, công sức thì mình mới xứng đáng có được nó. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Trời ơi, bạn này là gọi là bạn ấy nội tâm lắm, mà bạn rất dạ, là sâu sắc đó nha. Anh ơi em tặng cho anh có thể mở ra ạ.
Trong đây là nó là một cái ví. Dạ, một cái ví tiền để anh có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi ạ. Khi nào anh dùng là anh nhớ tới em à. Tại vì mỗi lần anh dùng cái bóp này thì giữ bên mình 24/24 nha. Dạ, cảm ơn em. Hai đứa nó gặp nhau hình như nó bị rung rung rồi đó. Yeah. Nó bị uíu uíu hay sao? Chị để em hỏi trước. Nói đi, hỏi đi. À, em 24 tuổi, anh thì 30 đúng không ạ? Đúng rồi. Anh có thấy em khá là trẻ đối với anh? Anh nghĩ cái tuổi tác nó không có phán định được cái người đó trẻ con hay không, mà là do cái suy nghĩ. Dạ. Một người có thể mà chỉ có 18, 19 tuổi nhưng mà người ta rất là chững chạc rồi. Dạ, thì qua cái cách nói chuyện của em thì anh nghĩ em không có tính trẻ con theo cái cách suy nghĩ thôi. Còn mấy cái tính khác giống như của con gái thì cái đó rất là bình thường. Em rất là tâm lý luôn đó. Ví dụ như có một cái câu chuyện nào đó hoặc là em cảm thấy bực mình thì em cũng cho qua. Hoặc là thắc mắc quá thì em sẽ hỏi thôi. Dạ, chứ không có gọi là ghen tuông hay là suy nghĩ. Em không có. Hồi nãy thì anh có hứa là sau khi gặp em sẽ đọc một cái bài thơ. Thì cái này là anh chỉ làm ngay tại chỗ thôi nha. Dạ. Cho nên là có thể nó có gì đó mà em cũng thông cảm. Em rất là muốn nghe luôn. Lần đầu tiên gặp Huyền, có lẽ đây là duyên. Mái tóc thật đen tuyền, mắt em như kim tuyến, giọng nói làm sao xuyến. Nếu em muốn phát triển và cùng nhau hàn huyên thì bấm nút nha Huyền. Trời ơi, đó là xuất khẩu thành thơ đó nghe. Cho nên phải thấy em rồi mới ra được cái bài thơ này. Hay quá. Rất là hay luôn ạ. Em nhìn anh thì em nhớ ra một bài hát rất là gọi là thích hợp cho thời điểm này luôn. Bài anh có muốn nghe không? Hát luôn đi. Một đoạn nhỏ thôi ạ. Này người em luôn tìm kiếm lâu nay, trễ 3 năm rồi đây. Suốt thời gian qua anh đã ở đâu, sao không ở đây? Thu mọc tóc luôn. Nghe giọng rất là thanh, rất là hay. Dạ. Tức là hai đứa rất là hợp nhau về những cái sâu sắc cũng như là về đúng văn rồi. Hóa văn nghệ ha. Bây giờ các bạn có 30 giây để nói lên cái suy nghĩ của mình nha. Mỗi người nói một câu, sau đó tiến hành bấm nút. Em muốn nói trước không? À, nếu mà anh cảm nhận được là em với anh mình phù hợp với nhau á, thì mình có thể là cho nhau cơ hội. Tại vì em thấy anh cũng rất là hiền và dễ thương đó. Dạ, với lần đầu tiên là em cũng có thể là có cơ hội để tìm hiểu một người bạn trai mà lớn em nhiều tuổi ạ. Anh cảm thấy em rất là phù hợp và anh cũng muốn tiến tới. Dạ. Đó, vậy là hiểu rồi đó. Rồi, để tay nút bấm các bạn. Tôi thấy rằng hai bạn rất hợp với nhau nhiều thứ. Và chắc chắn rằng chúng ta sẽ trân trọng những cái gì đang có. Và các bạn sẽ nuôi dưỡng nó để trở thành một cái tình yêu thật sự. Và chuẩn bị, chúng ta chỉ làm nhiệm vụ thôi. Chứ tôi biết rằng hai bạn cũng đã chờ đến giây phút này. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Rồi, ta làm thủ tục nào? Ta đặt cái hôn đầu tiên vào má của bạn gái nào? Xin lỗi. Dạ rồi. Chúc mừng các bạn nha. Chúc mừng tụi em. Chúc mừng các bạn. Được, bạn trai được. Hơi mập xíu được không em? Kìa hỏi anh, hơi mập xíu được không? Mập tới hoài. Dạ cũng được anh. Được mà, trời ta mập ta phúc hậu mà. Bừng. Dạ em có món quà tặng anh là nước hoa. Thì hy vọng là sau này anh xịt nước hoa đi đâu thì anh cũng nghĩ đến em. Anh cũng thích nước hoa, anh tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Nước hoa luôn hả? Nước hoa luôn hả cưng? Dạ dạ. Một nước hoa này nó nhẹ giống như là tính cách của anh vậy đó. Dạ. Mong là sau này em sử dụng nó thì em sẽ nhớ ra anh. Dạ cảm ơn anh. Để đây cưng. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Dạ. Em giới thiệu về mình đi cưng. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và bạn nam bên kia. Chào em. Em tên là Huỳnh Thị Kim Anh, em 26 tuổi, hiện tại công việc hiện tại của em là nhân viên ngân hàng. Dạ. Em làm ở đâu? Dạ, em thì em làm bên quận Tân Bình ạ. Quận Tân Bình hả? Dạ. Vậy là nhà ở thành phố luôn? Dạ, nhà em ở quận Bình Tân nhưng mà em làm việc ở quận Tân Bình. Dạ. Rồi. Rồi, xin mời em trai. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào chị Hồng Vân. Em chào quý vị khán giả. Chào bà Kim Anh. Em tên là Thanh Nhã, năm nay em 32 tuổi. Em sống và làm việc tại Long An. Em làm gì Nhã? Dạ, em làm quản lý chất lượng sản phẩm. À, chất lượng sản phẩm, tức là về kỹ thuật đó đúng không? Dạ đúng rồi. À, em quê ở đâu? Dạ, em quê ở Long An. Dạ, em làm cũng ở Long An luôn. Nói em chung là một người thành phố, một người Long An. Từ đây đến Long An gần mà em ha. Dạ, em có hay xuống Long An chơi không?
Dạ em cũng ít đi lắm, nhưng mà đi chắc cũng tầm tiếng tiếng hơn. Ồ dạ. Đâu bây giờ em nói thử cái điểm mạnh điểm yếu của mình coi. Điểm mạnh của em á là em giao tiếp tốt, tại vì công việc của em là thường xuyên giao tiếp với khách hàng á. Còn điểm yếu của em á là em hay ăn nhiều, ngủ nhiều. Trời, cái đó đâu phải điểm yếu đâu, điểm hơi yếu yếu xíu thôi. Ăn nhiều ngủ nhiều là tiên mà. Dạ. Với lại gặp thường là gặp người lạ mà em chưa quen biết thì em cũng ít nói chuyện lắm. Nhưng mà nói rồi thì em nói hơi bị nhiều quá. Dạ. Bạn nam bên kia ơi. Dạ anh em nghe nhã. Chị. Dạ em nghe chị. Em có ăn nhiều ngủ nhiều giống như Kim Anh bên đây không? Chắc có. Chắc có. Có hả? Có. Khẳng định luôn hả? Ăn nhiều hơn. Dạ. Em ít ăn lắm chị, nhưng mà ăn gì là cơ thể nó hấp thụ hết rồi chị. Trời ơi sao vậy, là em giống chị đó. Dạ. Rồi em nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu của em luôn đi. Dạ. Điểm mạnh của em là giao tiếp chị, với lại biết nấu ăn, biết làm thơ, biết ca hát. Nấu ăn, làm thơ, ca hát luôn. Dạ biết chút chút à. Có bao giờ vừa nấu ăn vừa làm thơ không? Dạ cũng có. Có làm chứ, thơ trời ơi, thơ là phọt ra mọi lúc mọi nơi. Nếu mà mình có cảm hứng đúng không em? Ở đây rung quá không? Cảm hứng hay là cho em ca một đoạn? Ca một đoạn không? Bây giờ rung quá rồi cho nó hát bài đi. Thoải mái lên nào Nhã. Dạ. Bắt đầu. Nhớ xưa mình nói nếu lúc mình giàu, hai ta có nhà lầu và thêm xe hơi có đủ tất cả màu. Chiếc xe cùi bắp bê bánh ngoài đường, hai ta thấy bình thường, mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui. Xe cùi bắp bể bánh ngoài đường hả? Dạ. Trời ơi, nhắc tới kỷ niệm ngày xưa rồi. Giờ thoải mái chưa? Dạ đỡ hơn à. Hơn rồi đúng không? Có điểm yếu nào không bạn nam á? Dạ điểm yếu của em là hơi mập, bởi con một xíu. Đừng có nói chữ mập. Dạ. Nó đụng chạm tới một người nào đó hiểu dạ, không? Chắc đụng chạm tới em á. Đụng chạm đến rất nhiều người Linh à. Trong đó có Linh nữa đó. Dạ, với lại giọng nói của em hơi nhỏ. Hơi nhỏ, nói lớn lên, thoải mái lên. Dạ. Đường tình duyên em thế nào rồi Nhã? Dạ, em trải qua một mối tình ở tại Gò Vấp gần đây. Do bạn gái hiểu lầm nên chia tay. Hiểu lầm, yêu nhau mấy năm? Dạ, quen nhau 2 năm, chia tay nay cũng 3 năm rồi. 2 năm mà sao hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Dạ, có lần bạn nhắn tin với em, bạn tâm sự gì, tại vì bạn cũng có chồng rồi. Ủa lần sao bạn học. Tâm sự là cuộc sống gia đình không có được hạnh phúc đó. Rồi đang nhắn tin bình thường, em không có lời lẽ nào là gọi là ngọt ngào hết. Nhưng mà trong lúc đang nhắn tin thì bạn gái tới nhảy vô nhắn tin Zalo luôn. Dạ. Rồi nhắn tin đóng vai em nhắn với người kia luôn. Rồi nghĩ em là răng nhăn bậy bạ cho nên bỏ luôn. Chia tay. Dạ. Trời đất ơi, chuyện đơn giản quá, vậy là bà kia quá ghen rồi. Thôi, đó có mối tình thôi đó. Bỏ nha, chia tay 3 năm rồi. Còn đàn gái sao? Em sao? Dạ em thì em cũng có hai mối tình chính thức của em. Thì mấy bạn đều là nhỏ tuổi hết. Nên là do không cùng quan điểm nữa. Với lại mình kiểu như mình lớn hơn bạn á, nên suy nghĩ của mình khác hơn bạn. Nên là hai đứa em không hợp nữa, nên là chia tay. Vậy hả? Chia tay em quen cũng, được bao lâu? Dạ quen được cũng hơn 3 năm á. Và chia tay cách đây cũng 3 năm rồi. Nói chung á là em xinh xắn như vậy đúng không? 3 năm rồi, lý do tại sao lại không yêu nữa? Tại vì lười á chị. Làm biến yêu luôn hả? Dạ. Mình chỉ tập trung lo công việc của mình thôi. Ồ. Hy vọng là ngày hôm nay là mình sẽ tìm được một cái nửa của mình ha. Dạ. Vậy cái hình mẫu lý tưởng của em là gì? Hình mẫu của em á thì bạn nam thì cao tầm trên 1m7. Tại vì em lùn rồi nên là em muốn bạn nam của mình cao hơn á, để có thể che chở cho em hơn. Với lại là chung thủy và chân thành là được. Có cần phải đẹp trai như ai không? Như một cái hình mẫu nào đó không? Dạ không, nếu mà em nhìn em thấy được là được rồi. Được là được á, chị qua chị thử có được không nha. Được, bạn trai được. Hơi mập xíu được không em? Kìa hỏi anh. Hơi mập xíu được không? Mập tới hoài. Dạ cũng được anh. Được mà, trời tao mập tao phúc hậu mà. Đừng có nói chào em. Dễ thương, mặt có duyên. Đúng rồi, đâu em cao 1m bao nhiêu? Dạ 1m82 chị. 1m82 lận. Dạ. Trời ơi em ơi, ngoài tiên liệu luôn em ơi. Em có cái tiêu chuẩn gì về bạn gái của mình không? Bạn gái em là chỉ cần dễ nhìn chút xíu là được à. Cao trên 1m50. Cao 1m50. Dạ, trên 1m50 ha. Vừa đủ. Dạ, đừng cao quá, cỡ em 2 số 0 nhìn nó không hay lắm. Em mét nhiêu vậy cơ? Dạ em có 1m52 chị. 1m52 vậy là dạ, cũng hơn tiên liệu được 2 phân đó cơ. Dạ. Em không thích cái gì ở bạn gái mình? Dạ không thích bạn gái là có anh nuôi hay là em nuôi chẳng hạn. Đừng có anh nuôi em nuôi gì phải không? Dạ đúng rồi. Ừ,
Dạ. Ủa, người ta có anh nuôi em nuôi chuyện của người ta chứ mới gì không thích. Cái đó là quan trọng cho mình thôi. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà nhiều khi mỗi người mỗi ý, tôi cũng vậy là dạ, tôi không có thích. Nhưng... bạn tôi anh nuôi em nuôi rồi chở nó mệt lắm đúng không? Dạ. Ủa, trong bạn cuộc sống cần có những cái mối quan hệ không, tình. Bạn là bạn, anh em là anh em chứ đừng gắn chữ nuôi vô. Trời, mệt anh nuôi lắm. Em nuôi bình thường. Chị đồng quan điểm với em á. Thế thằng trai được không? Sao? Nói chung là nếu mà em mong một cái cây cao bóng cả để che chở cho em thì đây là ngoài tiên liệu luôn. Một bờ vai vững chãi để quá có thể vững dựa luôn vào. Quá vững luôn á. Để tôi qua tôi coi. Đó. Dạ em chào anh Quyền Linh. Đó. Sao mà xinh gái quá vậy? Thì đó. Dạ. Mới nói. Cảm ơn anh. Được nha. Dạ. Thằng trai thấy là thấy chịu rồi đó. Dạ. Em gái không thích gì ở đàn ông? Em thì không thích lăng nhăng hơn. Lăng mà không nhăn ha. Là cũng nhăn đừng... là nhăn, lăng là lăng ha. Là cũng cái đừng nào, có để cái cho. Cái nào cái nấy vậy rõ ràng. Đúng rồi. Em hình dung bạn trai bên đây sao? Gấp mấy lần em có hình dung nổi không? Dạ chắc gấp đôi ạ. Gấp đôi vậy em chịu không? Được, đủ che chở em là được rồi. Có khi gấp ba dư luôn á, dư. Nó chơi chọc với hoài. Dạ. Dễ thương lắm, mất miếp dễ thương lắm ha. Rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng em rồi. Gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với ba em ạ. Với lại bạn em ạ. Rồi, xin chào nhà gái. Chào ba. Dạ, xin chào chương trình, xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Thì ba thấy anh này thì cũng được, nhưng mà... Nhưng mà... chuyện duyên số này kia là tùy con ba nhường quyền cho con quyết định. Hồi xưa em nghe ông nội bà nội nói là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nhưng mà hiện tại bây giờ thì cha mẹ không có đặt con cái được, tự con cái quyết định. Dạ. Nhiều khi nó đặt ngược lại mình phải ngồi đúng chỗ nó dạ, đặt. Đúng rồi. Rồi vậy là bên đàn gái dễ dàng dễ thương ha. Em đi với ai? Dạ em đi với ba của em. Có ba nữa hả? À ba luôn. Rồi được quá. Chào ba. Dạ xin chào Quyền Linh. Chào Hồng Vân. Dạ. Và chào chương trình. Chào tất cả khán giả có mặt hôm nay ở trường quay. Tôi thấy là rất là hài lòng. Nhưng mà dù muốn dù không cũng do con mình là chính. Cũng cảm ơn chương trình đã tạo cái điều kiện để cho con có cái sự gặp gỡ hôm nay. Và nếu có thể được thì chúng tôi sẽ đốc thúc để tiến hành hôn nhân cho sớm. Hay quá. Vậy thôi bây giờ anh xui bên đây nói với anh xui bên đây bây giờ anh xui đi. Em chào anh. Đúng là hai người bắt tay em cũng muốn cho con cái mình có một cái mối tình đẹp và hạnh phúc sau này, thì em cũng muốn coi như là con mình sau này có một hạnh phúc trọn đời. Dạ tôi cũng vậy và rất mong là nếu như được hai gia đình của chúng ta sẽ càng kháng khích hơn. Trời hay quá. Trời ơi. Cưng quá rồi. Hai xui gia tương lai gặp nhau ha. Thôi mở rào lẹ đi cho chúng gặp nhau. Thôi đi mở rào ha, để cho sắp nhỏ nó gặp coi sao nè. Rồi mở rào bắt đầu nha Nhã ha. Dạ chào anh. Tặng quà tặng đồ đi. Dạ em có món quà tặng anh là nước hoa, thì hy vọng là sau này anh xịt nước hoa đi đâu thì anh cũng nghĩ đến em. Anh có nước hoa anh tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Nước hoa luôn hả? Nước hoa luôn hả cưng? Dạ dạ. Mùi nước hoa này nó nhẹ giống như là tính cách của anh vậy đó. Dạ. Mong là sau này em sử dụng nó thì em sẽ nhớ ra anh. Dạ cảm ơn anh. Thôi cho em hỏi câu trước đi. Dạ. Em gặp bạn em thấy anh thế nào? Dạ em thấy anh cũng mũm mĩm dễ thương. Cảm ơn. Dạ. Anh thấy em thế nào hả? Em rất là dễ thương. Dạ. Cảm ơn anh. Duyên dáng nữa. Công việc của mình là thường là cuối tuần là mình có rảnh không anh hả? Rảnh em, một ngày rảnh khoảng 4 tiếng. Vậy anh có ngại mà đi từ Long An mà lên tới Sài Gòn không anh hả? Anh thấy ở đây cũng gần chứ không đến nỗi là xa. Dạ. Về tình cảm thì mình đi đâu mà không được. Dạ. Quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào, trao đổi với nhau đi. Thì không biết là anh có dự định là khi nào mới lập gia đình ha? Anh thì trước khi đến đây là đã muốn lập gia đình rồi, cho nên mới đăng ký lên bản mối hẹn hò. Dạ. Dạ em muốn tìm hiểu với nhau cho kỹ, với lại tìm hiểu nhau nhiều hơn á, thì em mới quyết định tiến tới hôn nhân. Tại vì hôn nhân là hạnh phúc cả đời mà, chứ đâu phải là một hai ngày là mình quyết định được. Không biết là anh có thích chơi thể thao không ha? Chắc không thích quá. Lúc trước khi chưa mập thì hay chơi lắm. Bây giờ rất thích nhưng mà nói chung không có thời gian. Nếu có thời gian cũng chơi được những môn như hai người chẳng hạn. Là môn gì anh? Đánh cầu lông. Cầu lông, cầu lông cũng vận động mạnh chứ không phải là cầu lông là nữ.
Rồi hai đứa nghĩ tới tương lai coi, giờ thí dụ lấy nhau về thì tiền bạc ai giữ, rồi con cái sao? Ví dụ như là sau này mà có về chung nhà thì anh có muốn là đưa tiền cho em giữ hay không? Mới gặp em là anh đã yên tâm về phần đó rồi. Dạ. Tại thường làm ngân hàng là giữ tiền rất là kỹ. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Em giữ tiền là em không có tính lãi đâu nha. Lỗi gián chịu á. Nhưng mà nếu mà em gọi em giữ thì em sẽ trả ra lãi suất tiền gửi cho anh không? Dạ không, em không trả lãi. Dạ. Em nói là anh đâu cần lãi, có em là anh lãi cả cuộc đời rồi. Mới gặp em anh có nghĩ ra được mấy câu thơ. Dạ. Đọc nha. Em là ai sao lại đến đây, gieo thương nhớ nơi bình yên đến lạ. Chắc ông trời duyên nợ đã xe đôi. Này em hỏi xin đừng xa rời nhé, bấm nút này anh sẽ mãi bên em. Dạ. Cảm ơn anh. Thơ đó anh sáng tác luôn hả? Anh mới nghĩ ra luôn. Hôm gái em hát là ai đi. Sao em lại đến đây? Em biết hát không? Em hát thì em hát dở lắm. Kể nó vui cho mà. Hát cho vui. Nào. Hát thay lời muốn nói đi, muốn nói gì với ảnh, nó mượn lời ca tiếng hát nói đi. Dạ. Anh ơi bao lâu mới đến ngày mai, đêm nay tại sao lại trôi quá dài. Đường về một mình chẳng còn em ai, như đường mình đi mới đây. Chạm vào đôi môi mềm mại ấy, cảm xúc lớn lớn ngất ngây. Tình yêu như muôn ngàn hương hoa đang lan tỏa trong tim em. Hết rồi. Cũng như đó. Em tiến tới, mình nắm tay cô gái, mình nói hết những cái gì nãy giờ suy nghĩ về cô gái, để mình có thể trao cảm xúc đầu tiên cho nhau thử coi làm sao nào. Muốn nói gì nói, một câu rồi chúng ta tiến hành bấm nút. Nắm tay cô gái nào. Trời nắm cũng rung nữa. Nhìn thẳng vô mắt cô gái. Mắt ấm áp nè, đôi mắt ấm áp. Mong nè. Là tụi mình sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu về nhau. Dạ. Thì em cũng mong là hai đứa cũng có cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Đó. Rồi, để tay vào nút bấm đi các bạn. Dạ. Bây giờ đã đến lúc chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nữa các bạn. Nếu thật sự mình rung động, mình đừng ngần ngại bấm nút. Và khi bấm nút chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nếu không thích, không cần bấm. Để nút bấm đó cho nhiều người khác. Nào, suy nghĩ thật kỹ. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Dạ. Tại sao lại không bấm? Dạ thì em không bấm là tại vì em thích một người nào năng động hơn. Em mong anh á là sẽ tìm hiểu và sau này có người khác á có cơ hội cho mình hơn. Cảm ơn anh. Khi trái tim người ta rung động thì người ta bấm, không rung động thì không bấm. Chúng tôi trân trọng những cái suy nghĩ đó. Dạ. Hy vọng rằng ở trên sóng truyền hình sẽ có rất nhiều cô gái bấm nút cho Nhã và cũng có rất nhiều chàng trai bấm nút cho em gái. Đừng lo điều đó. Chúc hai em sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Chắc mình tạm tới đây ha. Cảm ơn bạn, xin lỗi. Ủa rồi mình không có tặng lại hả? Cứ... Dạ. Trắng thì vẫn thích hơn. Trắng thích hơn bởi vì em nói cầu được ước thấy mà. Kìa là dư sức luôn rồi. Phải nói là dư sức dư xăng mà vượt chỉ tiêu của em luôn, nói cho em biết. Anh đẹp đi. Mời nhà trai. Rồi, nhà gái mình giới thiệu một chút về bản thân nào. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào khán giả xem đài. Chào bạn nam bên kia. Rung quá hả? Dạ. Không có gì rung hết á. Cưng tên gì nào? Em tên là Lê Thị Bảo Ngọc. Năm nay 29 tuổi. Đang Bảo là... Ngọc hả? Dạ. Đang là điều dưỡng nha khoa. Hiện đang sinh sống ở Sài Gòn. Mời về nhà trai. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Anh Huy. Sinh năm 93, quê quán ở Tiền Giang, hiện tại đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Tiền Giang huyện nào? Ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Chợ Gạo, rồi. Dạ. Mình làm công việc gì? Hiện tại em là đang kinh doanh tự do ạ. Về mảng cà phê. Cái gì? Cà phê rang xay ạ. Mình bán ở đâu? Hiện tại là em làm ở chính là khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Ở chính là ở quận 9 luôn. Quận 9 luôn. Dạ. Một người Phú Nhuận ở quận 9. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì em trai? Ưu điểm của em là người vui vẻ, tính tình thẳng thắn, thật thà. Rồi cũng có tính tự lập, biết lắng nghe, biết chia sẻ.
Khuyết điểm? Khuyết điểm thì em hơi bừa bộn một xíu. Bừa bộn, trai mà bừa bộn sao chứ? Sao không sao được, ai cũng phải gọn gàng hết cơ ha. Ơi, đâu phải lúc nào cũng gọn gàng đâu. Kỳ cục. Có lúc bừa bộn, có lúc gọn gàng. Đúng rồi. Chứ không phải là lúc nào cũng vậy. Có lúc trên cao, có lúc dưới thấp. Có lúc trên cao, có lúc dưới thấp. Trời ơi, phải gọn gàng chứ, mai mốt còn phụ vợ, với lại nhiều khi con cái vô mình phải làm gương cho con chứ bộ. Không được đâu. Trời, ông nó bởi vì ông dễ dãi quá Linh à. Mình nói cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi, đừng có nói là bừa bộn nữa là tôi xỉu liền nha. Rồi, dạ, ưu điểm thì em khá vui vẻ, khá lạc quan, biết lắng nghe, chăm sóc và nói chung là thích nấu ăn. Dạ, thích nấu ăn may vá. Rồi còn khuyết điểm của mình? Dạ, khuyết điểm thì mau quên. Mau quên thôi. Dạ. Có gọn gàng không? Dạ, cũng hên xui. Hên xui kìa, trời ơi. Hên xui, giống như bên kia y chang luôn đó Linh à. Nó có mấy mối tình rồi vậy? Dạ có một ạ. Có một mối tình, dạ. Kéo dài bao nhiêu năm? À, dạ chỉ có vài tháng thôi. Vài tháng thôi, cách đây bao lâu rồi cưng? À, dạ 2 năm rồi. 2 năm rồi, lý do sao chia tay? À, kiểu như quen xa với lại kiểu như cũng không hợp nhau cho nên chia tay ạ. Vậy đó, mà có vài tháng thôi. Dạ. Mà chừng đó năm rồi. Chừng đó năm rồi mà chưa có người yêu mới luôn. Bởi vì em cũng khá bận. Dạ, bởi vì trước đó là nói chung là bận từ 5 giờ cho tới 9, 10 giờ đêm lận. Cho nên là cũng không có thời gian quen ai. Rồi, hy vọng là hôm nay là mình sẽ bước sang một trang mới ha. Dạ. Bên kia làm sao ạ? Mình có mấy mối tình rồi, nói cho nhà gái biết đi. Dạ, em có là một mối tình chính thức thôi. Là cũng là bạn đó cũng cùng quê. Gặp nhau qua cuộc đi chơi với người bạn. Rồi mình thấy mình cũng như hợp nhau á. Mình tìm hiểu nhau. Bao lâu? Khoảng hơn một năm. Hơn năm. Dạ. Rồi sao chia tay? Xong rồi thì trong quá trình tìm hiểu thì cũng có những mâu thuẫn rồi thấy không hợp nhau nên chia tay nhau. Bên kia là yêu xa, bên đây là yêu gần. Nói chung là xa gần gì mà không có đủ tình yêu không lớn thì không bao giờ đến nhau được. Đúng rồi. Lại là có duyên, có nợ, có đủ cái lớn tình yêu thì ở đâu ta cũng yêu nhau cả. Ngay cả gần mình không đủ duyên nào cũng chia tay đúng không? Thôi bây giờ mình sẽ tướng tới tương lai. Đúng rồi. Bây giờ bạn gái bên kia muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào em gái? Dạ miễn sao cao và to em được rồi. Cao to em hả? Dạ. Em cao mét nhiêu? Dạ mét 55. Mét 55. Dạ. Rồi. Rồi yên tâm. Rồi tính tình thì như thế nào? Nói chung là hiền một xíu, trưởng thành một xíu, với lại biết chia sẻ cho em. Ví dụ như trong cuộc sống có gì thì chia sẻ hết. Rồi có cần phải đẹp trai giống ai không? Dạ không, em nhìn thấy được là được. Trưởng thành được xíu không đúng không? Dạ vâng. Trưởng thành xíu bên đây, trưởng thành hơn xíu được không? Dạ được. Nào, đây cũng chững chạc lắm rồi nha. Chị qua chị coi thử nha. Coi dạ trai bên đây đi. Đó. Trời. Em chào chị. Phong độ nha. Yên tâm đi, bên đây người ta cao lắm. Em cao mét nhiêu em? Khoảng 1m7 hay gì. Trời ơi, tới 1m7 là. Dạ. Đó, mình yên tâm đi, mình chững chạc hơn xíu nè. Cái chỉ tiêu của em nó cũng không phải là cao lắm ha. Dạ. Ừ. Rồi còn mình thì sao? Cái tiêu chí của mình, cái mong muốn của mình với người bạn gái như thế nào cưng? Tính tình thì hiền lành. Hiền lành. Thấy bé này quá hiền luôn á. Quá hiền. Hiền quá trời hiền luôn á. Hiền quá tốt. Ừ. Cũng chịu chia sẻ với nhau. Chứ đừng có là giữ hết trong lòng. Thì cũng biết một xíu về nội trợ và gia đình. Nội trợ gia đình biết không cưng? Dạ biết ạ. Biết. Dạ. Rồi còn cái ngoại hình thì như thế nào? Em thích mẫu người tóc, để tóc dài. Yên người xinh xắn xíu là được. Xinh xắn xíu mà hơn xíu thì sao? Xíu thì quá tốt vậy. Quá tốt đúng không? Đó. Nước da em muốn trắng hay là nâu nâu? Da thì sao cũng được chị. Sao cũng được phải không? Thì mà ở trong mát riết thì nó cũng trắng thôi chứ không sao anh. Ha? Bây giờ có nâu nâu thì ở trong mát riết thì nó cũng anh trắng Quyền thôi. Anh Quyền Linh, anh ở trong nắng anh cũng vậy. Anh không bao giờ trắng được. Nói cho em biết điều đó. Anh bị chiếu đèn nhiều quá nên nâu. Ngày nào cũng chiếu đèn hết trơn. Tôi ngày nào cũng chiếu đèn, lý do gì tại sao tôi trắng? Tại vì nó xài son phấn nhiều quá đó. Mắc cười quá, tay chân mà xài son phấn hả? Bởi vì em phải xác định là em thích da trắng hay là da nâu. Thì chị sẽ bật mí em biết. Thì em nói trắng thì nói, vẫn thích hơn vậy. Trắng thích hơn, bởi vì em nói cầu được ước thấy mà. Kìa là dư sức luôn rồi. Phải nói là dư sức, dư xăng mà vượt chỉ tiêu của em luôn. Nói cho em biết, hôm nay em đi với ai? Dạ em thì em làm có một mình, em chỉ đi một mình không. Trời ơi, vậy là bên đó là phải đại diện rồi. Để tôi lo Linh cho. Với đại diện rồi. Bên đàn trai tôi dân Linh Tiền Giang mà. Linh nói chút cảm xúc về bên nhà gái cho bạn trai nghe đi. Một cô gái rất là xinh xắn, giọng nói nhẹ nhàng, quyến rũ nha. Giọng nói đặc trưng dễ nhớ ha. Và một nước cái da. Đôi mắt to, nước da trắng ha. Đó.
tóc nó có màu khác khác đen chút xíu. Nhưng mà là ngang vai đúng ngang không? Ngang vai. Nói chung một gương mặt rất là có hậu, phúc hậu đó. Đúng. Và cảm cơ anh. Hội của hôm nay, của ngày hôm nay của em mà em không chụp được đó là do em đó, nghe không? Đó. Dạ, cái này em cố gắng. Ừ. Gái đi dai vậy. Em mới vào Đà Nẵng vào cho nên là cũng chưa sắp xếp được. À, mới Đà Nẵng vào cho nên là cũng là bên đây là cái người đại diện luôn. Rồi. Ha, và tôi cũng nói cho nhà gái biết là một chàng trai này là một người dáng người chắc, roi roi, cao, và một người đàn ông là có một khuôn mặt rất là nam tính. Và có cảm giác là bạn này là một người gọi là không phải là người mà hay nói nhiều, mà là một cái người mà hướng nội một chút xíu. Một người hiền lành luôn. Ờ, hiền lành và hướng nội. Đó, thì theo chị thì là hai đứa đã đến đây giống như là một cái duyên. Thì thôi thì cho nhau một cơ hội nha. Đó, và xin hết đó. Mở rào. Rồi, hai đứa thấy hợp nhau lắm đó. Mình mở rào, mình nói chuyện nhau chút đi. Nếu mà thấy được, cảm nhận đây là một nửa yêu thương của mình, nên bấm nút. Anh thấy vậy nha. Rồi, mở rào. Qua luôn. À kìa, em đứng lên chào, nhận chào quà bạn. Nào mình có một món quà mình muốn tặng bạn. Dạ em cảm ơn. Để Hoa đây, mở quà bên đó trước đi. Đây là cái túi thơm trong đó có cà phê là mình làm. Đây là mình làm bên cà phê. Còn đây là cuốn sách nè, mình thật sự là mình cũng không có hay đọc sách lắm, nhưng mà ngẫu nhiên mình thấy một cái cuốn sách này, nó cái tựa đề nó rất là hay. Cũng nhắn gửi cho bạn như cái lời của tựa sách là mình sống thật với bản thân mình và sẽ hạnh phúc sẽ đến với bạn. Dạ, anh với ơn. Em đi sao bạn bè nó khách sáo quá cưng, anh với em. Dạ cảm ơn. Rồi hai đứa làm như mua quà chung chỗ hay sao vậy? Em thấy cũng bất ngờ. Mua chung chỗ cái hộp y chang à Linh. Hồi đấy dạ, rồi cảm ơn bạn, mình sẽ phép mở ra ha. Dạ. Đừng có tặng cà phê nữa. Dạ, cái này em tặng anh bộ sản phẩm về răng miệng. Dạ, nói chung là tặng thì tặng vậy thôi, chứ còn ví dụ như cái phương pháp đánh răng và cách dùng chỉ tơ các kiểu thì có thể hướng dẫn sau ạ. Cảm ơn bạn nhiều. Dạ. Hướng dẫn dùng sao? Đánh răng thì em biết rồi. Em biết rồi đúng không? Nhưng mà gái nhỏ đánh răng đúng cách rồi đó. Rồi hai người quay ra nói chuyện trực tiếp nào. Mình quay ra mình nói chuyện nào. Cảm nhận về nhau đi, coi nãy giờ anh Quỳ Linh với chị Hồng Vân nói đúng không? Thì cái ấn tượng đầu tiên thì thấy xinh xắn, cũng là dễ thương. Cũng như cái cách chia sẻ thì cái tính tình này mình cũng hơi tương đồng với nhau. Em có thấy có nhận xét gì không? Tên nói chung là ngoại hình thì ổn. Nói chung là thấy tính cũng khá giống nhau. Dạ, thấy tặng hai hộp quà thấy giống nhau là thấy tính cũng giống nhau đó. Không, thật sự thì lúc mà mình chọn, anh chọn cái hộp á, có thấy trên cái hộp nó có ghi cột câu á. Dạ. Là cái cuộc sống mình luôn ngọt ngào. Dạ. Và hy vọng có điều tốt lành luôn đến với mình. Dạ. Bây giờ nè, mình hẹn hò thế nào đó? Bởi vì hai bạn là cách xa nhau. Nếu mà hẹn hò thì chắc mình sẽ sắp xếp. Có thể là mình có thể là đi ra được ngoài tới Đà Nẵng. Thì mình cũng hay đi nhiều nơi, cũng công việc cũng có do công việc và cũng do sở thích đi du lịch. Dạ, nhưng mà ở Đà Nẵng là quê em thôi, còn em hiện đang ở Bình Thạnh. Bình Thạnh. Dạ. Là mình vô đây là bao lâu rồi ta? Dạ được hơn 2 tuần rồi. Là sao? Là mới làm ở đây 2 tuần thôi? Dạ, hả? Dạ mới làm ở đây. Nói chung là vừa đi học mà vừa đi làm. Là bạn nãy mình nghe chưa rõ là bạn học về bên mình gì? Làm bên nha khoa. Nha khoa. Dạ. À. Hàng gì tặng răng miệng là hợp lý. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình có thể gặp nhau được thường xuyên. Thì hai mình cũng làm ở trung ở thành phố. Dạ. Hai mình... đứa đang làm việc ở thành phố mà. Em đang ở Bình Thạnh. Nhưng mà em hơi bù đường. Không biết quận chính ở đâu ta. Bình Thạnh trong... thì cũng gần quận chính. Thì qua cái cầu Sài Gòn một xíu là tới rồi. Dạ, nhà anh chị em cũng ở quận chính. Dạ. Bạn nam tới nắm tay bạn gái hát bài giao lưu cho nó nhẹ nhàng câu chuyện thôi. Hai đứa cũng đang ngại ngùng đó. Đấy. Nắm hai tay nhìn vào mắt nhau. Thôi vậy mình cũng xin tặng một bài hát là bài Cathy. Dạ.
Chiều nắng đường vắng, em với chúng tôi mấy người ngồi xuống chuyện vui. Ôi bao nhiêu điều muốn nói, nhưng đâu đó nụ cười vẫn chưa muộn phiền. Ánh mắt sâu nỗi buồn xa xăm, chuyện tình yêu dâng hờn mấy chốc để rồi nước mắt ấy cứ rơi. Và em hãy khát thì chắc mình tạm tới đây ha. Cảm ơn bạn, xin lỗi. Ủa rồi mình không có tặng lại hả? Cơ... Dạ, dạ quay. Ừ, có qua có lại mới tọa lòng nhau bà, chứ. Cứ ngồi đó mình. Dạ, thấy ngồi để run hơn. Em nhìn anh, mình bật cười bên nhau, lắng nghe đàn chim đã về trên mái nhà. Một mai mình ra đi, hàm răng thưa, nụ cười thật nhân, chúng ta sẽ về đâu hỡi anh. Nói chung là cũng quay lời. Hay mà. Mê nghề lắm, kiếm cái bài ca cũng phải có cái hàm răng ở trong. Dạ, cũng đam mê. Đó, hàm răng thưa nụ cười đó. Một giọng rất là đặc biệt đó. Thôi bây giờ thì mình hỏi nhau đi, trao đổi là những dự định sắp tới mình sẽ làm gì và một cái tương lai là khoảng bao lâu mình có thể kết hôn. Rồi bây giờ em đang học lên thêm nhờ. Dạ. Là khoảng bao lâu nữa thì mình hoàn thành cái khóa học nhờ? Dạ, khoảng một năm thôi. Một năm hả? Dạ. Là mình dự định là làm luôn ở thành phố hay là mình về quê Đà Nẵng? Em đang suy nghĩ. Đang suy nghĩ. Dạ. Chắc phải có cái gì níu kéo mới ở lại. Dạ chắc vậy. Bạn Nam hãy nói cái cảm nhận tất cả những gì mình nãy giờ cuộc nói chuyện đó, mình suy nghĩ thế nào mình nói hết ra cho cô gái biết đi. Mình nãy mình có nói là mình nói thẳng nha. Dạ. Nhưng mà có gì mình chỉ nói suy nghĩ trong lòng mình thôi nha. Dạ. Tại vì bạn thì thật sự là rất xinh, có học cao và có nghề nghiệp ổn định. Dạ. Tốt. Nhưng mà tại vì mình á là mình thích cái mẫu người á là hơi bằng tuổi mình hoặc là nhỏ hơn một xíu. Dạ. Cho nên mình cũng hơi ngại về cái tuổi á. Dạ. Nên mình chia sẻ thật. À. Ủa là hai bạn này bằng tuổi hay là sao? Là em nhỏ hơn. Ủa em nhỏ hơn bạn này. Em sinh 93, bạn chắc 92. À, nhỏ hơn một tuổi hả? Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một. Trời ơi, cái đó nó vô thế luôn rồi. À, nãy giờ anh thấy rằng hai bạn rất là hợp nhau nhiều thứ. Chính còn xác. Quan trọng là con tim có hợp hay không là chỉ các bạn mới biết thôi. Điều đó sẽ minh chứng bằng nút bấm. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Quyết định bằng trái tim của mình nha. Rồi, 1 2 3. Hết thời gian. Tôi đã thấy có lẽ rằng chưa có duyên với nhau. Thật sự á, nếu như hai bạn mà tìm hiểu nhau, tôi nghĩ đây là một cặp đôi đẹp. Nhiều cân nha. Đừng có ngại gì em trai. Mình có nhỏ tuổi hơn hay là gì cũng không quan trọng đâu. Quan trọng là cái người đối diện họ hợp với mình về tính cách, hợp về tất cả mọi thứ. Tuổi không là gì cả ha. Và tôi tin chắc rằng có rất nhiều chàng trai sẽ bấm nút cho cô gái, rất nhiều cô gái sẽ bấm nút cho em trai. Cảm ơn. Cảm ơn hai em đã tham gia chương trình. Hy vọng chúng ta sẽ sớm tìm được một nửa mảnh ghép hợp với những cái gì mình đang hướng tới. Dạ. Mối tình thứ nhất của con á là bạn đó cũng bắt con phải đi xét nghiệm cho bằng được. Xét nghiệm cái gì con? Dạ, xét nghiệm HIV. Xét nghiệm HIV. Anh ơi, anh săn sale Shopee, còn em săn sale Lazada vậy. Hai đứa mình mà hợp lại thì nhà mình còn gì không anh? Wow, còn chứ em. Dạ, do gia đình của con sinh sống, làm việc và học tập bên Nga. À. Bố mẹ con dạy dỗ cũng tương đối là nghiêm, con chú trọng việc học tập và việc nhà. Con chưa có mối tình nào ạ. Hả? Con chưa có mối tình nào luôn á hả? Dạ chưa. Dạ, nếu mà tính ra thì em cũng khoảng 3 á. Con có thể sử dụng thành thạo hai ngoại ngữ, tiếng Nga và tiếng Anh ạ. Tìm một bạn gái thì trung thủy nè, thì ngoại hình ưa nhìn xíu. Em cũng mong muốn là bạn đời của em sẽ thành thật và sẽ chia mọi công việc trong gia đình. Như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi đầu tiên bấm nút hẹn hò. Họ hiền quá, họ trong veo,
như những giọt sương mai vậy quý vị. Trong cuộc sống luôn luôn có những người như thế, chúng ta cần có sự kết nối để họ có thể hạnh phúc hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Mời đêm trai. Xin mời nhà gái. Rồi mời nhà trai giới thiệu về mình. Lời nói đầu tiên thì em xin gửi lời chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái bên kia và chào khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Khánh, 32 tuổi, quê ở Vĩnh Long. Hiện tại là đang làm bên xe bất động sản ở Bình Dương và hiện tại cũng ở Bình Dương luôn. Khánh 32 tuổi, quê Vĩnh Long, ở Bình Dương. Mời nhà gái giới thiệu về mình đi. Con xin chào cô chú và quý khán giả trong hội trường. Con tên là Đặng Kim Anh, năm nay 32 tuổi, sinh năm 88. Tại Hà Nội, con và gia đình sinh sống thời gian dài tại nước ngoài, sau đó là đã quyết định chọn thành phố Hồ Chí Minh là điểm sinh sống. Con tốt nghiệp dược sĩ và đang làm tại bệnh viện ở quận 5. Con tốt nghiệp dược sĩ hả? Dạ. Gia đình mình ở đâu? Gia đình con ở quận Tân Bình ạ. Tân Bình. Mình nói một chút ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi Khánh. Em thì làm bên sale thì ưu điểm mà là dễ hòa đồng, cũng dễ tạo thiện cảm với người khác, cũng có thể là hơi nói nhiều một xíu. Rồi, còn dạ. Khuyết điểm. Khuyết điểm của mình thì do hội trường đông quá thì nó hơi hồi hộp một xíu. Cái đó không phải khuyết điểm đâu, ai cũng bị cái đó cả. Khi ngủ thì hơi có ngáy một xíu. Ngủ ngáy hả? Hơi nhẹ. Ai cũng ngáy, nói chung là giờ cứ bự bự chút là ngáy rồi. Dạ. Không phải khuyết điểm luôn. Còn mình nói sơ một chút về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi con. Dạ, ưu điểm của con là con có thể sử dụng thành thạo hai ngoại ngữ. Rồi tiếng gì? Tiếng Nga và tiếng Anh ạ. Tiếng Nga và tiếng Anh. Dạ, con cũng tương đối là lạc quan, sống rất là lành mạnh. Con thích các môn thể thao, ví dụ như con thường xuyên đi tập gym và tập yoga và đi bơi và chạy. Ủa Kim Anh ơi, tiếng Anh thì mình dễ biết rồi, đó là ngôn ngữ mình phải học, còn sao mà biết tiếng Nga nữa? Dạ, do gia đình của con sinh sống, làm việc và học tập bên Nga. À, vậy à? Dạ, cũng gần 20 năm ạ. Hồi con còn rất là nhỏ, sau khi tốt nghiệp đại học thì gia đình con đã về Việt Nam cũng hơn 10 năm ạ. À, từ nhỏ đến lớn sống ở Nga đúng không? Dạ. Thì là nói tiếng Nga như tiếng Việt luôn đó. Dạ. Vậy thì cho cô biết luôn là con có mấy mối tình rồi? Dạ, con chưa có mối tình nào ạ. Hả? Con chưa có mối tình nào luôn á hả? Dạ chưa ạ. Trời ơi, chứ cái thời gian ở bên Nga con không có quen bạn nào sao? Bố mẹ con dạy dỗ cũng tương đối là nghiêm. Con chú trọng việc học tập và việc nhà. Lúc đó thì con quá nhỏ nên chưa có để ý quan tâm đến cái việc tìm bạn trai. 33 tuổi mà chưa có mối tình nào cả. 32 phải không? 32 tuổi. À dạ. Còn Khánh? Dạ, nếu mà tính ra thì em cũng khoảng 3 á. Khoảng 3 hả? Dạ, thời học sinh á thì cũng có yêu đơn phương. Rồi, học, dạ. Học sinh. Dạ, lên đại học thì cũng có. Lúc đầu là bạn thì cũng 1-2 năm gì đó, rồi sau tìm hiểu rồi năm cuối á thì có nhiều dự định quá nên là không ấy nữa. Rồi. Lúc mà đi làm á thì cũng có quen nhưng mà chắc không có nợ. Quen lâu không? Thì cũng là bạn thôi rồi. Dạ. Vậy cũng là bạn thôi mà. Bạn rồi cũng tìm hiểu nhưng mà thấy thì thôi thì nó cũng chưa hợp. Có mối tình nào sâu đậm hết. Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Con thì nó cũng đơn giản lắm, thì tìm một bạn gái thì chung thủy nè, thì ngoại hình ưa nhìn xíu, hợp tuổi xíu là được. Hợp tuổi. Dạ, dạ. Chào cưng. Cưng muốn hợp tuổi là tức là sinh năm bao nhiêu? 94 hoặc 92 hoặc 88. 88 là bên đây 1988 luôn nè, mà chưa từng yêu luôn á. Dạ. Tinh khôi như là cái áo dài trắng cổ bận vậy đó, có áp lực không cưng? Dạ không. Không áp lực đúng không? Dạ bình thường. Có thể chịu trách nhiệm được đúng không? Dạ được. Khánh cũng đâu yêu nhiều đâu, cũng yêu mới chút chút mà bạn rồi. Sao biểu 4 năm mới tình? Không có, có 3 mối nhưng mà giống như là bạn bè rồi yêu nhau có sơ sơ chưa tìm đó. Hiểu sơ sơ không được thì thôi à. Qua coi nhà gái coi học ở Nga 19 năm 20. Trời ơi, xin như cô gái Nga nha. Không, vẫn là cô gái Việt ạ. À, giờ hát bài tiếng Nga nghe coi. Ta nói là nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ thì con sẽ tặng bài hát đầy nụ cười. A tu lip ki grusny dzień svetli. От улыбки в небе радуга проснется, поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке, с голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки.
Tức là tôi nghe tôi không hiểu gì hết, mà tôi chỉ hiểu có một chữ là chibia thôi. Chibia là da lưu lưu chibia đó. Dạ, là có cái yêu ở trong đó đó phải không? Gặp bạn gái là qua nói liền da blue blue chibia là cái gì vậy? Thì nói đại gì đi, là anh yêu em đó, da blue blue chibia. Dạ mình phải biết, mình phải biết blue blue chibia. Dạ da blue blue chibia, blue blue chibia. Ờ đó, da blue blue chibia, da blue blue chibia đó. Bây giờ cưng muốn cái người bạn trai của mình như thế nào? Dạ con mong muốn là bạn đấy mặt ưa nhìn, hiền lành và cũng nam tính, càng cao càng tốt. Bến cao nhiêu? Cỡ 70 đổ lại. Mét 70 phải không? Có nam tính không anh? Nam. Nam tính đúng không? Mà. Nhanh nhẹn, tính hóm hỉnh. Con ghét đàn ông điều gì nhất? Có những tật xấu như là hút thuốc lá, bia rượu, qua đà, cờ bạc, cầm ram. Cầm ram. Ram. Đàn ông mà cầm ram là mệt lắm luôn á. Có những điều đó không Khánh? Này hút thuốc thì em không có rồi đó. Còn ví dụ như bia rượu thì cũng có, xã giao mà tiếp khách hàng á. Nên là còn mấy kia có không, cầm ram có không? Không. Vậy tốt rồi, thôi mình để người nhà góp ý kiến đi. Đúng rồi. Con đi với ai vậy? Dạ con đi với mẹ và bạn đồng nghiệp cũ ạ. Là em là bạn đó đúng không? À con dạ bạn. Ừ, con muốn bạn nói hay mẹ nói? À, dạ bạn con nói. À, bạn mời bạn. Chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh, chào tất cả các bạn. À, em là bạn của chị Kim Anh ạ. Theo em nhận xét về phía bạn trai bên đây thì anh cao ráo, cũng hiền lành. Do chắc anh làm môi trường sale bất động sản thì có vẻ anh có hơi hoạt bát. Nếu mà chị thấy được thì mình cho nhau cơ hội tìm hiểu. Rồi. Ok. Rồi bên đây em đi với ai? Khánh đi với ai vậy? Dạ em đi với cha với chị họ. Cha luôn ha. Dạ. Xin chào anh Nguyễn Linh ạ. Xin chào chị Hồng Giang ạ. Chào quý vị khán giả trong trường dây ạ. Tôi là cha Nguyễn Văn Khánh ạ. Thì nhận xét của cha thì thấy con bé cũng dễ thương cũng và đồng. Cha cũng cảm ơn chương trình đã giúp cho tạo điều kiện cho hai đứa trẻ được gặp mặt nhau để tìm hiểu nhau. Còn chị đâu? Chị đâu cha? Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, con chào chương trình. Con là chị họ của Khánh. Về phần của Khánh á, thì con thấy á, Khánh công việc ở ngoài là Khánh rất là hoạt bát, năng động. Nhưng mà không có biết làm việc nhà. Còn về bạn nữ thì con thấy bạn rất là dễ thương, con nghĩ là sẽ hợp với Khánh. Nên là con mong là hai bạn sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu với nhau. Dạ con xin hết. Cảm ơn nhà trai. Bây giờ mở rào. Mở rào đi. Bắt đầu việc của mình nha Khánh nha. Lệnh dạ. Chinh phục. Xin cảm ơn anh ạ. Có chút quà cho anh, mong anh luôn giữ gìn sức khỏe. Thì đây là cái combo chống dịch là khẩu trang vitamin khử khuẩn với lại số ghi chép có thể là anh sử dụng trong công việc hoặc là anh ghi các tâm tư của anh trong đây. Rồi anh cảm ơn em. Thôi quay lại đối diện đi, đang ngồi đối diện nói chuyện nè. Khánh nhớ câu gì không? Da lulu, da lulu chibia. Спасибо. Спасибо là cảm ơn á. Dạ, không biết. Rồi Khánh về chỗ ngồi đi nào. Hai bạn có thể cảm nhận về nhau về lần đầu tiên gặp mặt đó. Dạ thì em thấy bạn gái cũng dễ thương. Lần đầu là em thấy cũng được. Nhìn giống như là đóa quỳnh hương vậy đó. Dạ. Thì không biết là em thấy anh sao? Anh thấy anh mặt cũng dễ thương, hiền. Em có thích trai miền Nam không? Trai miền Nam thì em thấy rất là nhẹ nhàng. Thực ra em cũng chưa hẹn hò trai miền Nam hả? Em chỉ có tiếp xúc cùng bạn bè thì em thấy là nói chuyện rất là nhẹ nhàng, rất dễ mến. Rất thật là thà chất phát thật đúng không? Thật thà chất phát ạ. Em sống ở thành phố à? Dạ em sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Anh Khánh anh gặp cái là anh hết hồn liền, coi như anh không còn cái hoạt bát của sale bất động sản nữa. Anh hơi bị quýu rồi đó, đúng không? Dạ, lên đây hơi... Bạn lĩnh lên coi nè anh, bạn lĩnh lên coi nè anh Khánh ơi. Hỏi em đâu mà hẹn tuần mấy lần gì đó, sở thích em là gì? Không biết là em thích nhất là cái gì à? Em cũng thích các hoạt động thể thao. Thì mình có thể đi đánh cầu lông, đi bơi, đi chạy cũng được. Sao không có một cái cặp nào nói là thích đi coi kịch ha?
Trời ơi, ta có nhà tài trợ. Có thiệt mà. Ừ, cái nhà tài trợ bự thiệt là bự, ngồi sau lưng mà không một người nào nói thích đi coi kịch, thiệt giận ghê luôn. Vậy là em thích phim ảnh, kịch ma cũng thích. Thế anh thích gì ạ? Anh thì thích đi du lịch nè, hoặc là đi xem phim, nói chung là cũng thích đi lắm. Hẹn hò thì cũng dễ lắm, điều quan trọng là ở em thôi. Trong tuần ví dụ như khi nào em rảnh, ví dụ như là thời điểm nào mình có thể đi được. Dạ, cho em xin hỏi quan điểm về tình yêu cũng như là về gia đình của anh ạ. Tại vì môi trường của anh là làm bên kinh doanh á, thì em cần cái sự là ví dụ như là tin tưởng lẫn nhau. Tại vì nhiều lúc thì anh phải đi tiếp khách hàng này kia, nhiều bạn nữ người ta nghĩ là tiếp khách hàng lâu á thì sợ này kia, cần cái sự chung thủy như đó. Chủ yếu là vậy thôi. Đối với em thì cũng tương tự như vậy, chung thủy là cái tối thiểu rồi. Ngoài ra thì em cũng mong muốn là bạn đời của em sẽ thành thật và sẽ chia mọi công việc trong gia đình. Khoảng bao lâu thì em có thể nghĩ đến việc kết hôn? Nếu mà tình yêu đủ lớn á, thì mọi việc suôn sẻ thì em dự tính khi nào? Nếu mà suôn sẻ mọi việc thì không nói về thời gian được, nhưng mà trước mắt thì cũng chắc là phải có thời gian để tìm hiểu nhau. Tại vì cũng mới gặp thì em nghĩ là thời gian của em là cỡ nửa năm. Bây giờ cũng lớn tuổi rồi mà chưa có biết yêu đương là như thế nào cả, cho nên rằng là trong nửa năm đó là Khánh phải làm việc gấp đôi gấp ba những cái mối tình bình thường khác. Bạn gái cần mọi lúc mọi nơi là mình phải có mặt. Không cần cũng có mặt luôn, trồng luôn cây si trước cửa nhà luôn. Được không Khánh? Dạ được. Được đó, em bước tới nắm tay Kim Anh ha. Rồi Khánh có thể hát một bài nào đó để tặng Kim Anh. Không biết hát gì luôn. Kệ, hát gì cũng được. Thì bài bất động sản gì đó, đất lên đất xuống gì đó. Ở miền Tây thì chủ yếu hát chân ca thôi. Rồi dân ca giọng cổ cũng được cho nó lạ. Ngoài đồng còn đám mạ non, ruộng sâu chứa cấy mà em đi lấy chồng. Mai rồi ai sẽ giận công, cùng anh tát nước bè bờ hỡi em. Bây giờ Khánh hay hỏi một câu gì đó, mình sẽ tiến hành bấm nút ha. Hay Khánh có thể nói tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện. Đến với chương trình này là cũng là một cái cơ hội tìm hiểu nhau. Trên đất nước Việt Nam này hơn 90 triệu dân thì mình thấy nhau cũng là một cái duyên. Mình cũng cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu thử. Còn em sao nha? Cũng như anh nói thì trên trái đất này bao nhiêu con người mà mình tình cờ gặp nhau là cũng có cái gì đó rồi. Mong là mình sẽ tìm được người phù hợp cho nhau. Rồi, về ghế đi các bạn. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Nghĩ rằng tụi em cũng đủ sức có thể cảm nhận được xem đây có phải là một nửa mảnh ghép mà mình có thể hướng tới hay không. Bấm hay không là quyền của các bạn nha. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Kim Anh không bấm. Tạ cũng như là con mới nói xong là mình cũng lên đây thì mong là mình sẽ trở thành bạn của nhau. Không nhất thiết là không bấm ở trên chương trình này mình sẽ không trở thành cái gì đó của nhau sau chương trình. Con cũng muốn là cho cả hai người tìm được cái người phù hợp của nhau. Điều này chính xác, nếu trái tim mình chưa rung động mình không cần bấm. Một chút tiếc nuối nhưng không sao, có thể là những người bạn với nhau. Chương trình gửi tặng đến bạn